Hi, xin chào các bác, chào thật mọi người. Lại là em đây các bác nhá. Lại là view điều hòa các bác. Nói chung hôm nay nó là một siêu phẩm đến từ Panasonic các bác. Khá là đẳng cấp những con này, hàng zin bản 100% các bác nhá. Đấy, không sơn xịt gì các bác ơi. Đây, không sơn xịt gì, em để zin đấy các bác nhá. Không sơn, đây này. Đó, đây này. Con này nó là đế sản xuất 2019 các bác. Điện 200V, sản xuất 2019. Có cả lọc không khí các bác nhá. Tổng khối lượng của nó nặng là 15,5 cân. Nói chung là có mã check QR hết. Đây, hàng zin bản thì nó cứ mộc mạc như này thôi. Thật là giản dị phải không các bác? Đây. Điều khiển của nó luôn các bác nhá. Con này có những cái đặc biệt của nó là hệ thống lọc không khí các bác. Riêng con này nó có lọc không khí đây này. Cho bác xem, đây là hệ thống lọc không khí của nó. Khi nào chạy thì nó lọc không khí, khọc những bụi bẩn, khử khuẩn, khử lâm mốc. Đấy, khử khuẩn, khử lông mốc và những cái con như này. Đấy, máy thì máy 16.000 BTU, giải quyết được phòng 20 đến 25 mét vuông đổ về các bác nhé. Đời sản xuất của nó là khá đặc biệt, là đời 2019, cực kỳ là mới. Đây, em phải đứng thật là xa ra mới hết được nó, hết màn hình của nó, vì nó khá là to. Đấy, eo lila, la lô x, la lô g, khử khuẩn, lọc không khí, các kiểu. Đấy. Đây, cho các bác toàn diện con máy thì nó là con máy như thế này. Các bác nhá. Máy nó chung khá là đẹp. Khá là đẹp, khá là đẳng cấp luôn. Nói chung là những con máy này thì rất là ít. Thật là hiếm không à. Thì cùng ngóng đây nhá. Đấy. Xiget 409C2. Chạy ra giờ ga G32. Tổng khối lượng lọng ngoài trời là nặng 45 cân. Chạy ga G32 các bác nhá. Đấy. Đồng này. Đồng thì còn vàng chóe luôn. Rất là vàng. Đây này, mặt là cục nóng đây, cục nóng đây, xanh biếc luôn. Nói chung lâu lắm thì em mới có những cái con siêu phẩm như này, rất là lâu. Đấy, cực là ít luôn đấy các bạn, cực là ít luôn các bạn nhá. Máy 16.000 sản xuất 2019, có lọc không khí, có bù ẩm rồi khử khuẩn nấm mốc, tất cả mọi thứ đều có, đều tích hợp ở với con máy như thế này. Đây các bác nhá. Đấy, máy 16 đây này. Khiển khiếc thì zin bản hết. Hàng thì khá là đẹp, khá là xuất sắc luôn các bác nhá. Đấy, con này em báo giá là điều khiển với giá treo thì nó rơi vào giá tầm 15 triệu các bác nhá. 15 triệu em bán tại nhà em. Thì các bác cần cái điều hòa như nào? Inbox cho em. Thì hôm nay em view một cái video ngắn tầm 3-4 phút thôi. Có những cái mã như này thì các bác inbox các bác nhá. Đấy. Thấy có ác chiến không? Điều hòa khá là ác chiến luôn. Máy 16 cho các bác nhá. Các bác nào điều kiện kinh tế khá thì các bác nên dùng những con như này. Quá là đẹp không các bác? Quá là đẹp. Đấy. Ok các bác nhá. Em kết thúc video tại đây. Các bác cần inbox chưa? Cảm ơn tất cả các bác nhá.